많이 오셨구만. 이거 우리 첩장들을 한번 불러봐야겠네. 어? Các bạn thân mến, Mạnh đang có mặt tại làng cổ Hanok Jeonju. Đây là một làng cổ rất là nổi tiếng của Hàn Quốc và đã được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Và với gần 800 căn nhà cổ ở khu vực này và đang có người sinh sống, thì đây là một trong những làng cổ rất ấn tượng để các bạn có thể đến đây để chúng ta có thể check in, mặc những bộ hanbok của Hàn Quốc, những chiếc áo truyền thống của Hàn Quốc và đi trong phố cổ, thì đó là điều rất là tuyệt vời. Và Mạnh cực kỳ ấn tượng bởi vì khuôn viên không gian ở khu vực này nó vừa có gì đấy cổ kính, vừa nhẹ nhàng và cũng rất là thu hút để cho khách du lịch có thể đến đây tham quan. Các bạn thân mến, đến với khu phố cổ này thì Mạnh thấy rất là nhiều người mặc hanbok, một cái trang phục truyền thống rất là nổi tiếng của người Hàn Quốc, cũng giống như áo dài Việt Nam vậy đấy. Và Mạnh cũng rất muốn mình thử mặc lên người bộ trang phục này xem là có gì đặc biệt hay không. Và chàng trai Hàn Quốc ngày hôm nay biến hình ra sao? Nào, hãy cùng Mạnh nào! Các bạn thấy Mạnh thế nào? Có phù hợp với chàng trai mặc áo hanbok hay không? Và trong cái buổi ngày hôm nay thì Mạnh sẽ xin một vài cô gái chụp hình xem như thế nào nhá. Và các bạn thấy xem là có giống cặp đôi của Hàn Quốc hay không? Nào. Hi, good evening.
Where are you from? I'm from Vietnam. Wow, Việt Nam. Anh Việt Nam luôn. anh muốn xin với các bạn chụp một tấm hình được không? Ok ạ. Ok đúng không? Vậy là chụp hình với nhau nhé. Ok. Ok, đứng nào, chụp hình nào. Miss Hoàng sẽ là người sẽ giúp Mạnh sẽ cái việc mà tìm hiểu về những kiến trúc ở đây. À, 이곳은 우리나라 한국의 절에 처음 들어오면 항상 존재하는 사천왕상이라는 그 동상이고요. 이 내부는 사람이 살면서 잘못을 저지르고 벌을 받아야 될 일이 있을 때 그 벌을 혼내주는 그런 왕들입니다. 그래서 잘못한 게 많은 사람들은 이분들을 보면 무섭고 착한 일을 많이 하는 사람들이 이 사람들을 보면 행복하고 이런 의미가 있습니다. 아, có nghĩa là hiện tại bây giờ thì mình không hiểu hết nhưng mà mình đoán thôi ha. Đó là có những vị thần hiền, những vị thần hung dữ để canh cái ngôi đền này, canh cái chùa này. À, để mà giúp cho người dân được bình an hơn trong cuộc sống. Nào xin mời. 네. 네, 여기는 1195년 지금으로부터 828년 전에 만들어진 사찰이고 고려 시대 때 지어졌습니다. 그리고 여기는 조선 시대 때 임진왜란 이순신 장군으로 유명한 임진왜란 때 승려들이 나라를 지키기 위해 훈련을 했던 여기는 이제 그 나라를 지키는 스님들이 모셔져 있는 사찰로 유명합니다. Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Anh đến từ công ty du lịch Top Travel. Hiện tại công ty của chúng tôi đang tổ chức rất là nhiều chương trình du lịch từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Và một trong những cái chương trình đặc sắc của chúng tôi đó chính là tổ chức tour du lịch đến thăm các cái ngôi chùa cổ tại Hàn Quốc. Nơi đây phong cảnh rất là đẹp và chúng ta có thể cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Chúng ta có thể tự chữa lành. Đây là một trong những ngôi chùa cổ rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Nơi đây lưu giữ rất là nhiều giá trị văn hóa, tinh thần và gửi gắm những cái mong muốn của người Hàn Quốc trong hơn suốt 100 năm qua. Chúng ta có thể thấy đây là một ngôi chùa lưng tựa núi và tụ thủy tụ phúc. Có một dòng suối chảy qua và chúng ta thấy phong cảnh rất là tươi đẹp. Chính vì thế mà Top Travel và đối tác tại Hàn Quốc luôn luôn đưa vào chương trình những chương trình du lịch chữa lành về với thiên nhiên, du lịch trong vòng tay thiên nhiên. Và chúng tôi cũng mong rằng đón được rất là nhiều du khách từ Việt Nam đến thăm những ngôi chùa như thế này tại Hàn Quốc. Mạnh không hiểu lắm về đạo giáo ở như này, nhưng mà Mạnh nghĩ một chiếc ca ở đây, một miệng rồng, đây là vua của các vị rồng, thì Mạnh nghĩ nước dòng nước này cũng có thể uống được. Và thật sự là dòng nước cũng rất tinh khiết để chúng ta nếm trải một chút.
chúng ta sẽ có một chút gì đấy tâm linh và sức mạnh thần bí ở trong này. Không khuyến khích mọi người sẽ uống nước ngay tại đây, nhưng Mạnh tin chắc sẽ có những điều tâm linh, những điều năng lượng tích cực đem lại cho chúng ta khi chúng ta làm đúng và chúng ta có những cái trải nghiệm thật tuyệt vời. Các bạn thân mến, là Mạnh với Chiều Hoang vừa mới đi một hành trình rất là đẹp tại ngôi chùa có tuổi thọ hơn cả 100 năm tại Hàn Quốc. Và đó là một hành trình mà Mạnh tự nói và tự gọi đó là hành trình chữa lành cho chính bản thân mình. Mr. Soa? Yeah. Are you okay? Yeah. 저희가 9월 27일부터 모항공항과 베트남, 다낭, 호치민, 하노이 전 세계 4대를 야심차게 준비했습니다. 저희 AND&T와 탑트래블이 공동으로 기획한 모항공항으로 입국하는 무비자 전환하는 상품 많이 이용해 주시기 바랍니다. 여러분들을 맞이하기 위해 저희는 최선의 준비를 다했습니다. 그리고 여기는 여수의 흥국사입니다. 사찰이 주는 의미는 아주 큽니다. 단순히 종교를 떠나서 여러분들의 스트레스를 풀어주고 행복을 주는 공간이기 때문입니다. 여기 여수 흥국사를 포함한 전라남도에 많이 여행 오시기를 바라고 저희가 준비한 자연 풍경 그리고 좋은 음식을 마음껏 즐겨주시기 바랍니다. 여러분들을 기다리겠습니다. 감사합니다.